Nói dược đẩy lùi bệnh cao mỡ máu, hạ được men gan, điều trị dứt điểm rối loạn chuyển hóa cholesterol trong máu. Đây thì giới thiệu với các bác anh chị em rất quen phải không ạ? Đó chính là lá sung. Như các bác anh chị em nào đã từng đi xét nghiệm và phát hiện ra cholesterol trong máu cao mỡ máu và men gan cao, thì bữa nay đã có ngay cái loại lá này giúp chúng ta cải thiện cân bệnh của mình rất hiệu quả. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng 100g lá sung bánh tẻ như thế này, hái được cái loại lá mà có tật, có những tổ sâu như thế này, tổ sâu xia như này thì càng tốt. Chúng ta đem cái lá này rửa sạch, bỏ vô nồi, bỏ vô ấm siêu đấy, cho thêm 1 lít rưỡi nước và sắc kỹ, cô đặc lại còn khoảng 1 lít. Chúng ta chia làm nhiều lần uống trong ngày, uống thay nước lọc đấy. Sau 2 tuần chúng ta đi xét nghiệm sẽ thấy tất cả các chỉ số mỡ trong máu, các cái chỉ số men gan tăng cao, nó đều ổn định, trở về mức bình thường.